sau 3 tháng sử dụng Inacollagen, cơ thể mình lúc nào cũng khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng, và cũng nhờ đó mình đã có một làn da căng bóng mịn màng, trắng sáng tự nhiên. Inacollagen không còn nỗi lo về làn da sần sùi khô ráp, mang đến một làn da trắng sáng mịn màng, căng bóng tự nhiên. Inacollagen chạm là đẹp.